Đại thừa tu hành Bồ Tát Hành Môn Chư Kinh Yếu Tập Quyển Trung 12 rút ra từ kinh Hải Tuệ Bồ Tát Sở Vấn. Nói rõ tám hạnh, hiểu rõ về Bồ Tát phạm giới mà có thể thành tựu sáu ba la mật, hiểu nghĩa sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật so sánh với chỗ cạn sâu của thanh văn, hiểu rõ về người mới phát tâm Bồ Đề thật sự có thể nhẫn nhục tà ma không làm thoái chuyển Bồ Đề, hiểu rõ về ba nghiệp thân khẩu ý thành tựu sáu ba la mật, hiểu rõ về môn niệm quán hành thành tựu sáu ba la mật, hiểu về dụ tám loại công đức cùng với phiền não lẫn lộn, hiểu rõ về bốn loại môn hành thiện, hiểu rõ về môn hành của Bồ Tát có 12 thứ ma chướng lôi kéo. Bây giờ có một thiên tử bạch đồng tử Văn Thù Sư Lợi: Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chỉ như có Bồ Tát mới tu hành tâm luôn keo kiệt thì có thể thành tựu Bồ Tát Ba La Mật không? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Có người thực hành được việc này. Thưa thiên tử thưa, do ý nghĩa gì mà có người ấy? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Nếu Bồ Tát thành tu hành thành tựu đầy đủ cho chúng sinh, không bỏ Bồ Đề. Do không bỏ Bồ Đề tức là keo kiệt, đem tâm bố thí thành tựu đầy đủ cho chúng sinh, nó có thể thành tựu bố thí Ba La Mật. Thiên tử lại bạch Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Nếu có Bồ Tát tu hành hiện phạm giới thì có thể thành tựu trì giới Ba La Mật chăng? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Có người thực hành được việc này. Thiên tử thưa: Vì ý nghĩa gì mà có người ấy? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Bồ Tát tu hành thâu giữ tạo thành tựu đầy đủ cho chúng sinh, dù giới không đầy đủ nhưng họ vẫn thành tựu giới Ba La Mật. Thiên tử lại bạch Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Nếu có Bồ Tát tu hành sẽ bỏ nhẫn nhục mà có thể thành tựu nhẫn Ba La Mật không? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Có người thực hành được việc này. Thiên tử thưa: Vì ý nghĩa gì mà có người ấy? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Nếu Bồ Tát tu hành sẽ bỏ hành của ngoại đạo, chuyên học pháp nhẫn Bồ Đề vô thượng, tức có thể thành tựu nhẫn Ba La Mật. Thiên tử lại bạch Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Nếu có Bồ Tát tu hành tâm ngã mạn tự cao mà có thể thành tựu tinh tấn Ba La Mật không? Văn Thù Sư Lợi đáp: Có người thực hành được việc này. Thiên tử thưa: Vì ý nghĩa gì mà có người ấy? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Nếu Bồ Tát tu hành không thuyết quả vị Bích Chi Phật và A La Hán, nhưng vì để hiển dương trí nhất thiết trí nên ưa thích đại thừa, tâm không lụy biến, tích tập điều lành, nhớ nghĩ về Bồ Đề vô thượng thì sẽ có thể thành tựu tinh tấn Ba La Mật. Thiên tử lại bạch Văn Thù Sư Lợi: Nếu có Bồ Tát tu hành tâm bị tán loạn mà có thể thành tựu thiện Ba La Mật không? Thiên tử lại bạch Văn Thù Sư Lợi: Nếu có Bồ Tát tu hành tâm bị tán loạn mà có thể thành tựu thiện Ba La Mật không? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Có người thực hành được việc này. Thiên tử thưa: Vì ý nghĩa gì mà có người ấy? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Nếu Bồ Tát tu hành cho đến khi ngủ nghỉ cũng không ưa thích quả vị Bích Chi Phật và A La Hán, chỉ chuyên cầu Bồ Đề vô thượng thì có thể thành tựu thiền Ba La Mật. Thiên tử lại bạch Văn Thù Sư Lợi: Nếu có Bồ Tát tu hành ngu si vô trí mà có thể thành tựu trí tại Ba La Mật không? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Có người thực hành được việc này. Thiên tử thưa: Vì ý nghĩa gì mà có người ấy? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Nếu Bồ Tát tu hành trí tuệ hẹp kém, thấy nơi thế gian với ba tướng mê hoặc, trụ yếm khởi lên nhiễu động làm kinh loạn tâm người khác, mà Bồ Tát không có trí của phương tiện cứu giúp, nhưng nhờ tâm Bồ Đề nên thâu giữ nhớ nghĩ về Phật địa, tức có thể thành tựu Bát Nhã Ba La Mật. Khi ấy Đức Như Lai khen ngợi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Lành thay, lành thay, này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đúng như lời ông đã nói, ông đã có thể phân biệt Bồ Tát mới tu hành điều nên làm, không nên làm, và hành nghiệp tu tập chân thật chẳng hư dối. Vì sao? Nên ông nghe ta lược nói về trí tuệ Ba La Mật giải thoát viên mãn. Này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vậy như có người trong một ngày nhẫn chịu đói khát, không nếm thức ăn có độc. Bồ Tát tu hành cũng là như vậy, thà giữ keo kiệt, chẳng trì giới, tâm sân hận, biến nhát, chẳng thâu giữ niệm, nhưng tâm không ưa thích đạo hạnh của hàng tinh gian duyên giác. Nếu tâm thích tu sáu Ba La Mật thì không nên như vậy. Vì sao? Vì trong thời gian tu hành hành đó, Bồ Tát phải có ách nạn. Thiên tử lại bạch Đức Thế Tôn: Bồ Tát tu hành không nên sợ hãi phiền não. Phật nói: Bồ Tát tu hành thật sự là sợ hãi phiền não, xin nhập vào quả vị thanh văn. Này thiên tử, ý ông thế nào? Ví như có người chỉ muốn bảo tồn thân mạng, bỗng nhiên bị hại, nên đoạn đầu hay đoạn thân.
Tiên tử bạch bạch Thế Tôn, nếu muốn bảo toàn mạng sống thì thà cắt thịt nơi thân chứ không đoạn đầu. Vì sao? Vì còn đầu thì hãy còn có thể tu tập công đức. Do vết thiện hiện này, do công đức được hiện bày nên được sinh lên cõi trời. Nếu đoạn đầu thì mọi dấu vết thiện đều mất hết. Phật bảo Thiên tử, Bồ Tát tu hành cũng là như vậy. Tại bảo ai nghe giới hạnh chứ không thoái chuyển nơi Bồ Đề. Là cùng với phiền não tương ưng chứ không vào pháp môn đoạn phiền não của hàng thanh văn. Thiên tử bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát tu hành tu tập hành nghiệp như thế, thế gian rất hiếm có, rất khó tin. Hành nghiệp tinh tấn của hàng thanh văn duyên giác cũng xem như Bồ Tát tu hành phạm giới. Phật nói đúng như lời ông đã nói, ví như cơm của nhà nghèo thường ăn, chuyển luân vương nếu chỉ nếm đồ ăn đó thì khác nào uống thuốc độc. Như hàng thanh văn kiên cố tinh tấn trừ diệt phiền não, đối với Bồ Tát tu hành giới hạnh cũng là như vậy. Lại nữa, với như có người dốc cầu sự nghiệp để nuôi sống trang sức nơi thân, người ấy không thể giàu nhất trong một nước, huống nữa là các thế gian khác. Hàng thanh văn cũng vậy, tâm đã trừ phiền não, tuy thực hành tinh tấn nhưng không thể tạo lợi ích cho chúng sinh nơi cõi diêm phù đề, huống nữa là các thế gian khác. Lại nữa, ví như chủ buôn giàu sang có nhiều quyến thuộc, kẻ hầu người hạ, đức siêng năng bố thí có thể tạo lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Thiên tử nên biết Bồ Tát tu hành cũng là như vậy, tu tập từ bi, tâm bi tinh tấn, vì thế tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nơi Thắng Nghĩa Đế, Thế Tục Đế đều bố thí khắp mọi sự an lạc trong muôn loài. Bây giờ trưởng lão Ma Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu hàng thanh văn tu đạo chứng quả vô vi, Bồ Tát tu hành còn ở nơi hữu vi, vì nghĩa gì mà Bồ Tát tu hành có thể hơn người chứng quả vô vi? Phật nói, Ca Diếp nên biết, vì ông ta sẽ nêu ví dụ, nhưng người trí nhờ ví dụ mà mau hiểu biết. Ví như sữa đầy khắp trong bốn biển cả, nếu có người lấy một sợi lông bò phân làm trăm phần, dùng một phần của đầu sợi lông để lấy một giọt sữa kia, này tôn giả Ca Diếp, ý ông thế nào? Người kia lấy sữa bằng đầu sợi lông có nhiều hơn sữa trong bốn biển cả chăng? Tôn giả Ca Diếp thưa, dạ không thưa Thế Tôn. Phật nói, này Ca Diếp, ý ông thế nào? Hai phần sữa đó bên nào là nhiều, là quý, là tối tôn, là tối thượng? Tôn giả Ca Diếp thưa, nếu lấy sữa nơi đầu sợi lông đem so sánh với sữa ở trong bốn quyển cả thì vượt hơn hàng ức trăm ngàn, sữa ấy là thật là tối thượng, tối tôn, rất nhiều, rất quý. Còn sữa nơi đầu sợi lông thì không thể so sánh được. Phật nói, này Ca Diếp, ví như đã lấy được sữa hàng trăm phần nơi đầu sợi lông, trí tuệ vô vi của hàng thanh văn đối với trí tuệ của Phật cũng là như vậy. Bồ Tát tu hành tu tập công đức hữu vi, hạnh nguyện vô vi nhập khắp nơi trí Phật. Ca Diếp nên biết, với như loài muỗi và kiến chỉ có thể lấy được một hạt cơm, nếu lại có người trong 3 tháng trồng nhiều ruộng lúa, ý ông thế nào? Cái gì là nhiều? Ca Diếp thưa, số lúa nơi 3 tháng đã trồng được đến mùa thu thì thu hoạch được vô lượng, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Còn một hạt cơm kia chưa đủ lợi cho mình, huống nữa là lợi cho chúng sinh. Phật nói, Ca Diếp nên biết, ví như muỗi kiến chỉ tha nổi một hạt cơm, hàng thanh văn cũng vậy. Còn như 3 tháng trồng lúa thì thu hoạch rất nhiều. Bồ Tát tu hành công đức nơi 6 ba la mật và 4 nhiếp sự cũng là như vậy. Nếu an lập thành tựu đầy đủ rồi thì tạo lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Nơi Thắng Nghĩa Đế và Thế Tục Đế đều bố thí khắp mọi sự an lạc mới có thể thành tựu niết bàn vô thượng. Đức Phật bảo Ca Diếp, ví như có 100.000 xe cộ, ngựa thồ chở châu ngọc lưu ly vào thành ấp, là có một viên ngọc báu vô giá đặt trong thuyền nơi biển cả. Nếu không bị chướng ngại thì ngọc báu kia sẽ đến cõi Diêm Phù Đề. Chúng sinh nơi cõi ấy nhờ ngọc báu này mà được giàu có, tạo nhiều lỡ cho người nghèo khổ. Này Ca Diếp, ý ông thế nào? 100.000 xe cộ, ngựa thồ chở châu ngọc lưu ly giá trị kia có thể hơn một viên ngọc báu vô giá này không? Ca Diếp thưa, dạ không thưa Thế Tôn. Phật nói, cái châu ngọc lưu ly kia không có nhiều giá trị. Hàng thanh văn tu tập nhập vào giải thoát vô vi cũng là như vậy. Ca Diếp nên biết, ví như ngọc báu vô giá còn ở nơi thuyền, nó không bị trở ngại sẽ đến nơi cõi Diêm Phù Đề, tôi có thể khiến cho hết thảy chúng sinh được giàu có. Nếu Bồ Tát tu hành khiến cho chủng tánh của tâm bảo luôn nối tiếp không gián đoạn thì có thể phát khởi Bồ Đề vô thượng, dù như được viên ngọc báu vô giá tạo lợi ích do lượng. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Hải Tuệ, thế nào là mới phát tâm Bồ Đề thực sự có thể nhẫn nhục không thối chuyển Bồ Đề? Vì sao tâm Bồ Đề không bị chướng ngại?
Hãy tự nên biết, nếu Bồ Tát tu hành đã phát tâm Bồ Đề, gặp tri thức ác hoặc ma ba tuần, hoặc quyến thuộc của ma, hoặc kẻ thờ tà ma, hoặc đi với ma, bị chúng nhiễu hại, cướp đoạt tâm thiện, Bồ Tát tu hành tâm có nghi hoặc, thì những thứ tà ma ấy đến não hại Bồ Tát. Khi ấy tâm Bồ Tát không thoái tâm, không thoái tán, lại chẳng xa lìa Bồ Đề vô thượng, cũng không đoạn tuyệt việc giải thoát chúng sinh, do đại bi nơi tinh tấn tu tập, cũng không đoạn tuyệt chủng tánh của tam bảo, cũng không đoạn tuyệt tất cả hạnh Phật, cũng không đoạn tuyệt 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Như Lai. Thứ lớp tu hành hiển bày hành trang công đức đại tu tập hiện ra cõi của chư Phật thanh tịnh hộ trì pháp thiện để tu tập thành tựu đầy đủ cho chúng sinh rồi mới bỏ thân mạng, không thích nhiễm đó nơi dục lạc của thế gian. Để Bồ Tát tu hành về chúng sinh nên tâm hành đại bi, nhẫn nhục kiên cố, là bị người khác khinh chê nhục mạ không thể nói hết, đánh đập gây gỗ gây khổ sở đều có thể nhẫn chịu, có khả năng gánh vác việc nặng cho chúng sinh, không giấu không thiếu, tinh tấn không thoái chuyển. Tâm nó dũng mạnh đã đến bờ giác cũng không khỏi mệt, tu trì tinh tấn phát khởi phương tiện, tâm chuyên chú kiên cố, người khác não hại mình nhưng mình không nào hại người, nếu có người đánh đập mắng giết thì tự mình không sân hận họ. Vì dân nghĩa của đại thừa khác hẳn thế gian nên tâm ấy chánh niệm lường xét về đường thiện, về chúng sinh thuận theo hành của ba cõi. Ta nay nên chấp cầu hành nghịch, chúng sinh trong ba cõi đều trái với ta, ta nên cùng với họ tương ưng hòa hợp. Tâm sân của những chúng sinh ấy dữ dội, ta cầu nhẫn nhục, tâm luôn tùy thuận chúng sinh, làm chuyển đổi mọi dối lầm nơi thế gian. Nay ta chỉ nghĩ đến trí tuệ viên mãn. Nếu có chúng sinh trong mười phương tụ hội, mà mỗi đều cầm binh khí như đao, kiếm, thương, giáo, theo ta mà đi, đều mang tâm đối nghịch, Bồ Tát tu hành này, hoặc đi đứng nằm ngồi, hoặc phát tâm Bồ Đề, hoặc phát tâm Bố Thí, hoặc phát tâm trì giới, hoặc phát tâm nhẫn nhục, hoặc phát tâm tinh tấn, hoặc phát tâm thiền định, hoặc phát tâm trí tuệ, hoặc phát tâm học tập kinh điển, hoặc phát tâm tu trì công đức. Khi Bồ Tát tu hành suy niệm ở tâm ấy, thì những kẻ kia cũng nghĩ, chúng ta nên chặt đứt đầu ấy, cắt nhỏ thân xác ấy ra như lá cây táo. Những chúng sinh ấy chuyên mang tâm giận dữ, ý muốn giết người. Bây giờ Bồ Tát tu hành chuyên tâm tự nghĩ, nay ta đối với người khác không hề có tâm hiểm oán, ta bị nhẫn nhục nên không thù ác. Do ý nghĩa gì thân ta tôi có thể đến nay ở trong ba cõi, chuyển đổi theo sinh tử số lượng vô biên, tất đã trải qua các nẻo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, chịu vô lượng khổ, hoặc sinh trong loài người theo đám nơi năm dục không chút lìa bỏ, hoặc nghe phi pháp mà tự thuận theo tâm kẻ ác, do nhân duyên ấy uổng phí bị mất tánh mạng, thân thể bị mổ xẻ chia cắt làm trăm phần, khi thọ khổ như vậy thì nghĩ tưởng đây kia đều không lợi ích. Nay đã cắt xé phần thân của ta, đoạn mạng căn của ta, nếu có thể đến tận đời vị lai không dừng, ta cũng không lìa bỏ Bồ Đề vô thượng. Vì lý do gì nên nay ta phải chịu cắt đứt các chi phần khổ sở khó nhẫn, so ở địa ngục các khổ ở đó còn gấp trăm lần, nên ta nguyện vào địa ngục chứ không lìa bỏ Bồ Đề. Đó là do đại từ bi nhằm cứu độ chúng sinh. Vì sao? Vì Đức Như Lai đã dạy, dù có một phần nhỏ tâm đều có thể thành tựu việc lớn. Này chúng sinh nơi thế gian, bạn ác rất nhiều, bạn lành thì ít, phải biết là không nên thân với bạn ác. Vì sao? Vì ta cùng với chúng sinh không có oán ghét, không sinh tâm sân hận. Kẻ khác có liên hệ với người ta, có liên hệ với kẻ khác. Kẻ khác chỉ trao cho người sân hận, ganh ghét. Ta chỉ dùng từ nhẫn trao cho người. Ta nên hiện ra sức mạnh nơi nhẫn, không giết hại, không sinh sân giận. Nếu có thể xả bỏ thân mạng thì mau được Bồ Đề vô ngại. Đối với thân mạng tham ái, nhiễm nắm nơi năm dục, mạng sống đoạn hết, thì tự dứt trừ tâm sân. Nếu khởi lên thì nên biết để trừ bỏ liền, để có thể nhập vào pháp môn ấy. Nên biết Bồ Tát tu hành như vậy thì có thể nhẫn chịu mọi não loạn của tất cả chúng sinh, không cùng với chúng sinh đoạn tuyệt, thường có thể nhẫn nhục ba thứ khổ não. Những gì là ba? 1. Nhẫn chịu khổ não nơi thân. 2. Nhẫn chịu khổ não nơi miệng. 3. Nhẫn chịu khổ não nơi ý. Lại nữa, sao gọi là nhẫn chịu những não loạn nơi thân? Nếu bị các đức thân mà có thể nhẫn chịu, chỉ để tâm nơi thế gian, quán pháp gây đến chúng sinh bị các thân thể. Nếu Bồ Tát tu hành dùng trí tuệ phương tiện chính vào lúc bị các đức thân, thì quán nghĩ về số ba la mật. Tâm quán như vậy là xả bỏ của cải thân mạng, bố thí thân mạng, không tiếc thân mạng, tức có thể thành tựu hạnh bố thí ba la mật. Nếu bị hại mà có tâm bi hiện bày khắp, chứ có đau đớn nhưng tâm không tán loạn, thì có thể hành
thành tựu hạnh trì giới ba la mật. Nếu khi bị các thân phần nguyện hối lộ người này nhẫn chịu không oán giận, thì có thể thành tựu hạnh nhẫn nhục ba la mật. Nếu do tinh tấn kiên cố, không bỏ tâm bồ đề, không chán thế gian, tu các công đức, thì có thể thành tựu hạnh tinh tấn ba la mật. Nếu khi bị các thân phần, phải nên thâu giữ niệm thân này giống như cây cỏ, cây ngói đá, như bóng bức bách, bức bách như huyễn, vô thường vô ngã, chốc lát hoại diệt. Quá như vậy rồi thì có thể thành tựu hạnh trí tại ba la mật. Bồ Tát Hải Tuệ nên biết, nếu Bồ Tát tu hành dùng phương tiện thiện xảo như vậy thì có thể làm viên mãn sáu hạnh ba la mật, không thoái chuyển nơi bồ đề, đó là Bồ Tát thành tựu thân hành nhẫn nhục. Lại nữa, thế nào là Bồ Tát tu hành nhẫn nhục, chịu khổ nào nơi miệng? Nếu Bồ Tát tu hành bị mắng chửi, không nên nói lại. Tất cả mọi thứ tranh chấp, sân giận, nghi ngờ, khinh khi, đánh đập, quanh co đều không nên nói lại. Nghe người nói ác, không khởi lên sân giận, đều có thể nhẫn chịu. Đó là Bồ Tát tu hành thành tựu khẩu hành nhẫn nhục. Lại nữa, sao gọi là Bồ Tát tu hành nhẫn chịu khổ não nơi ý? Nếu Bồ Tát tu hành dùng phương tiện thiện xảo, tương ưng với trí tuệ, bị người chê bai, mắng chửi, vỉ nhục, sân giận, chê trách, đều không hề đáp lại. Bồ Tát nghe rồi, ý có thể nhẫn nhục. Đó là Bồ Tát tu hành thành tựu ý hành nhẫn nhục. Lại nữa này, Bồ Tát Hải Huệ, Hải Tuệ, Bồ Tát tu hành trí tuệ, phương tiện thiện xả viên mãn như thế nào để có thể thành tựu môn niệm hạnh quán của sáu ba la mật? Nếu Bồ Tát tu hành nghe người khác mắng nhiếc, khó nghe, khó nhẫn, miệng nói ác, sân giận, chê trách, không thể nói hết, Bồ Tát phải nên quán niệm: người ấy nay mắng chửi ta là do trong đời quá khứ ta đã keo kiệt, ganh ghét, chẳng gặp duyên lành, chẳng truyền trao sự học tập, chẳng từng cúng dường tam bảo. Nay người mắng chửi ta, ta phải nên trừ bỏ tâm phiền não, sân hận, giận dữ kia. Ta nên có thể bỏ tâm độc ác, ganh ghét, không còn tham tiếc, cầu thiện trí thức, tu học đường thiện, thân cận người lành, răng cấm, thận trọng, lỗi lầm nơi miệng, ta có thể thành tựu thi ba la mật. Lời nữa, Bồ Tát tu hành nên niệm như vậy: người ấy phạm giới, không hiểu biết tội lỗi, ta đã thọ giới không nên khỏi sân, nhất tâm niệm Phật, quán thọ tội báo, tôi có thể thành tựu trì giới ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát tu hành nên niệm như vậy: người ấy tánh đã gắn theo nhiều sân ác, do đấy nên mắng chửi ta, ta này không oán định, tâm từ hướng đến họ, tôi có thể thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát tu hành nên niệm như vậy: người ấy không đủ hành thiện, cho do đấy để mắng chửi ta, ta nay tự thân mình phải gắng sức làm việc, nhất tâm chánh niệm, không quên bồ đề. Những người ác ấy đã kết lại đại nhân duyên, làm lợi cho ta, ai chưa điều phục sẽ làm cho điều phục, ai chưa nghĩ thiện khiến họ nghĩ thiện, ai chưa dừng điều ác khiến họ dừng điều ác. Tâm nghĩ như vậy thì có thể thành tựu thiền ba la mật. Là nếu Bồ Tát tu hành nên niệm như vậy: người ấy hoàn toàn vô trí, kiến chấp có tướng ngã, tướng chúng sinh, tướng tham, nhận tài sản, do đó đã mắng chửi ta, ta này như pháp tự nghĩ, trong đó ai là người mắng chửi ta? Người mắng chửi cùng với người thọ nhận đều là không, đã không có ta và người, thì tự trừ diệt tất cả hành tà nơi pháp tướng, không còn oán giận, có thể nhẫn chịu, tức có thể thành tựu bát nhã ba la mật. Phật bảo Bồ Tát Hải Tuệ: nếu Bồ Tát tu hành gồm đủ trí tuệ, nghe người khác dùng lời thô ác mắng chửi, vỉ nhục mà mình không nhận, Bồ Tát có thể an tâm nhẫn chịu, nên hạnh nguyện thành tựu viên mãn ba la mật, an định không lìa đại thừa, có thể thành tựu nhẫn nhục các khổ não nơi miệng. Bồ Tát Hải Tuệ thưa Phật: sao gọi là Bồ Tát tu hành nhẫn chịu nơi khổ não nơi ý? Vì hết thảy ma chướng khiến Bồ Tát kia xa địa bồ đề, khiến sinh tâm thoái chuyển, hoặc là tất cả ngoại đạo do tham danh lợi tu tập tà hạnh khiến Bồ Tát kia xa lìa bồ đề, Bồ Tát đã ngộ chánh hạnh, tâm không tán loạn, chẳng lìa bồ đề, cho dù các cái kẻ kia hóa hiện ra thân Phật, nhưng tâm bồ đề không hề thoái chuyển. Lại nữa, tà ma có sức mạnh chỉ trách Bồ Tát, khiến sinh tà niệm, chúng nói Bồ Tát ông chẳng có sức để tu tập đại thừa, đoạn không thể thành Phật, mau bỏ gánh nặng và sự tu tấn ấy đi, bồ đề khó được, tánh đức của Như Lai cũng lại khó cầu, khó nhẫn chịu do lượng khổ não của thế gian. Người đã vào Niết Bàn, hiện thọ Diệu Lạc, ông là Đại Trượng Phu, nên cũng mau nhập Niết Bàn. Hãy tự nên biết, Bồ Tát tu hành chân chánh, khi bị ma khuyến thoái mất Bồ Đề, Bồ Tát không chạy theo tâm người khác, không bỏ chánh niệm. Bồ Tát nghĩ như vậy, ta nhất định an tọa nơi của Bồ Đề, nhất định sẽ hàng phá trừ, hàng phục chúng tà ma, nhất định sẽ thành tựu đạo quả đặng chánh giác.
chuyển đại pháp luân, diễn giảng pháp Phật ở tam thiên đại thiên thế giới, ta sẽ khuyến khích thúc đẩy hết thảy chúng sinh khiến thành chánh giác. Nguyện khắp thảy chúng sinh ở nơi ta thọ nhận pháp thí thanh tịnh hoặc có thể chư Phật tâm của các bậc hiền thánh để biết ta thành tâm theo hạnh nguyện Bồ Đề. Ta đã dùng tâm Bồ Đề này nên đối với thân nhẫn nhục, không dám dối lừa với chư Phật hiền thánh và tất cả chúng sinh cho đến tự thân mình. Bồ Tát tu hành thâu giữ tâm nhẫn chịu như vậy, không thoái mất đại thừa, không đoạn tâm báo Bồ Đề. Hãy tự nên biết phát khởi tâm Bồ Đề báo như vậy thì có thể phát khởi nhẫn nhục ba la mật, lại không thoái chuyển nơi tinh tấn ba la mật, viên mãn hai hạnh, đó là Bồ Tát nhẫn nhục mọi khổ não nơi ý. Bồ Tát Hải Tề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sao gọi là công đức tương tục nơi thế gian cùng với phiền não hòa lẫn mà có thể thành tựu đầy đủ? Con và tất cả chúng sinh do nghĩa gì mà gọi là công đức tương tục nơi thế gian cùng với phiền não hòa lẫn? Phật nói có 8 loại công đức tương tục nơi thế gian cùng với phiền não hòa lẫn. Những gì là 8? 1. Bồ Tát tu hành đối với hành trang của công đức không nhàm chán. 2. Thích thọ nhận sinh tử ở thế gian. 3. Nguyện được gặp chư Phật Như Lai. 4. Nguyện thành tựu đầy đủ cho chúng sinh không hề mệt mỏi. 5. Giữ gìn pháp Phật, học tập, tu hành. 6. Tâm siêng năng thâu giữ trao truyền, hạnh thiện cho chúng sinh. 7. Ưa thích pháp Phật, không bỏ Bồ Đề. 8. Tâm luôn gắn bó với các hạnh ba la mật. Hãy tuệ đang biết tu hành về công đức lương tương tục nơi thế gian, hòa lẫn với phiền não như vậy thì Bồ Tát tu hành này đối với phiền não ác kiến không còn bị nhiễm chấp. Bồ Tát Hải Tề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cái công đức ấy vì sao hòa lẫn với phiền não? Phật nói: Nên biết chỗ kiến lập ba cõi đều nhân nơi phiền não mà được thành tựu. Bồ Tát tu hành ấy dùng sức của công đức nơi phương tiện thiện xảo, nguyện trụ nơi thế gian, cứu độ chúng sinh, luôn ở ba cõi thâu nhận phiền não. Bồ Tát không để tự thân mình bị nhiễu loạn vì ý nghĩa ấy nên công đức hòa lẫn với phiền não. Bây giờ tôn giả sẽ là phát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy là vô lượng hạnh nguyện của Bồ Tát nương vào trí tuệ phương tiện chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai rất hiếm khó có. Bạch Thế Tôn, lại nữa, Bồ Tát mới tu hành nên biết trí đức của Như Lai tùy theo các chúng sinh tu hành vô lượng mọi thứ hành nghiệp rất khó không thể nghe không thể nói. Nếu Bồ Tát tu hành nhận những khó khăn như vậy mà không kinh sợ thì việc ấy lại càng khó hơn. Phật bảo tôn giả: Ca Sa Lợi Phất, này Sa Lợi Phất, ý ông thế nào? Như sư tử con nghe tiếng gầm rống của sư tử cha có kinh sợ không? Tôn giả Sa Lợi Phất thưa: Dạ không, thưa Thế Tôn. Phật nói: Sa Lợi Phất nên biết Bồ Tát tu hành nếu nghe sư tử Bồ Đề gầm rống vang lên mà không kinh không sợ, nếu nghe dư lượng hành nghiệp của một vô số các loài chúng sinh khác biệt cũng không kinh không động. Này Sư Lợi Phất, như một ít lửa nhỏ không sợ tất cả cỏ cây rừng rậm cũng chẳng nghĩ, ta không có sức để đốt cháy mọi thứ cỏ cây ở thế gian. Bồ Tát tu hành cũng là như vậy, dùng một ít lửa trí tuệ để cứu các chúng sinh không sợ tất cả phiền não, cũng chẳng nghĩ ta không thể trừ diệt phiền não của chúng sinh ở thế gian. Vì sao? Vì nếu hiểu rõ về tất cả phiền não của chúng sinh thì các phiền não ấy lại hỗ trợ cho lửa trí tuệ. Phật bảo tôn giả Sa Lợi Phất, ví như tất cả cỏ cây cành lá thân rễ nơi thế gian đều cùng nhau nói rằng bảy ngày nơi kiếp sau tất cả cây cỏ nên cùng với lửa đánh nhau, bên nào cũng giành lấy phần thắng. Khi đó các cỏ cây này tích tập củi và cỏ chất cao như núi Tu Di rồi nói với lửa: Cây cỏ tích tập cao như núi Tu Di, lửa của ông vì sao không tích tập sức lực, chắc chắn củi và cỏ sẽ hơn. Lửa nói: Tôi không tích tập. Vì sao? Vì cỏ cây là bạn bè của tôi, nếu cỏ cây nhiều thì tôi tăng thêm sức lực, nếu cỏ cây ít thì tôi sẽ bị diệt. Này Sa Lợi Phất, Bồ Tát tu hành cũng là như vậy, vì vô lượng phiền não của chúng sinh nó có thể làm cho đuốc lửa trí tuệ bùng cháy. Bồ Tát tu hành dần dần có sức mạnh, nếu hiểu rõ về nghĩa của phiền não rồi thì giữ lấy phiền não làm đuốc trí tuệ. Nếu Bồ Tát tu hành không thích phiền não mà là xả bỏ, liền rơi xuống hàng thanh văn duyên giác. Sa Lợi Phất nên biết nếu Bồ Tát tu hành chánh niệm
quán sát tất cả phiền não thì Bồ Tát tu hành dần dần có sức mạnh. Nghe lời này rồi, không kinh sợ, không dao động, nên biết Bồ Tát đã thành tựu trí tuệ nơi phương tiện thiền sáu. Lại nữa, Bồ Tát tu hành có bốn loại hành thiện tương ưng, những gì là bốn? Một, tinh tấn tu tập 6 ba la mật. 2. Dùng tâm đại bi thành tựu đầy đủ cho chúng sinh. 3. Kiên trì tạo công đức đạt thành tựu viên mãn. 4. Trong dư lượng kiếp luôn giữ gìn ba cõi, không cũng không mệt mỏi tu tập tất cả hành trang của công đức. Nếu Bồ Tát tu hành có thể thành tựu bốn loại công đức như vậy thì nhất định đó là hành nghiệp của Bồ Tát. Phật bảo Bồ Tát Hải Tuệ: Này thì Nam, ông nhận biết giải tam giải tà ma 3 tuần ương câu sa câu không? Bồ Tát Hải Tuệ thưa: Bạch Thế Tôn, con hiểu biết về chướng ngại của tà ma ấy. Phật nói: Ông này muốn nghe về nghĩa giải thoát của tà ma ngoài tà ma tạo chướng ngại dẫn dắt không? Bồ Tát Hải Tuệ thưa: Con rất muốn nghe. Phật nói: Nếu có Bồ Tát nghe nghĩa này rồi thì được giải thoát khỏi chướng ngại của tà ma dẫn dắt, là có thể hàng phục phá trừ tất cả quân ma, mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát Hải Tuệ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con hôm nay đương nơi oai thần của Phật muốn nói về 12 loại tà ma ương câu xa câu để cho Bồ Tát mới tu hành đạo được nghe. Những gì là 12? Một là nếu Bồ Tát tu hành tu thí ba la mật, đối với vật đáng yêu thích sinh tâm luyến tiếc, vật không yêu thích mới đem bố thí. Nếu là người thân quen thì tâm ý vui vẻ bố thí, nếu chẳng phải người thân quen thì tâm không bố thí. Người bố thí, người nhận thí đều sinh phân biệt. Bạch Thế Tôn, đó là chướng ngại thứ nhất nơi bố thí bị ma dẫn dắt của Bồ Tát tu hành. Là nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát tu hành khéo hành tinh tấn, kiên trì giới hạnh, đầy đủ oai nghi, thấy khi thấy người kia có phạm tội chút ít, thân tâm mình vẫn thanh tịnh, bình đẳng học giới, hoặc thấy tỳ kheo Bà La Môn tinh tấn thì sinh tâm cúng dường cùng với họ học tập. Nếu thấy người phạm giới thì sinh tâm sân hận hiềm oán. Giai bài là tu hành tạo nghiệp tự khen mình cho người. Bạch Thế Tôn, đó là chướng ngại thứ hai nơi trì giới bị ma dẫn dắt của Bồ Tát tu hành. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát tu hành thân nhẫn, khẩu nhẫn, nhưng tâm ý không nhẫn, trả lại sinh sân hận, hoặc thấy người cậy dựa nơi tộc họ hiển dương đức của mình thì vì họ mà nhẫn chịu, còn như thấy những kẻ thấp kém là sinh sân hận, tâm không nhẫn, tuy tạm nhẫn nhưng chịu, tạm nhẫn chịu nhưng tâm luôn kiêu mạn, sân hận không bỏ. Bồ Tát Tôn, đó là chướng ngại thứ ba nơi nhẫn nhục bị ma dẫn dắt của Bồ Tát tu hành. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát tu hành tâm siêng học tập để giáo hóa chúng sinh, khiến giáo hoàng thanh văn duyên giác thừa, là không chỉ dạy pháp đại thừa, khen ngợi qua vị thanh văn Bích Chi Phật chuyên độc tục đế sơ bỏ pháp môn tán nghĩa đế, dạy giáo đại thừa chuyên tu danh lợi thế gian, cúng dường cờ phước âm nhạc hương hoa tôn trọng bao dung để cầu danh tiếng, chẳng xin pháp đại thừa, chẳng cầu Phật pháp. Bạch Thế Tôn, đấy là chướng ngại thứ tư nơi tinh tấn bị ma dẫn dắt của Bồ Tát tu hành. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát tu hành khởi lên bốn thiền định tâm an bát đệ, ngồi yên vắng lặng thành tựu thiền định mà bị hủy bán về chỗ tạo thành đầy đủ cho chúng sinh, hủy bán nơi và nói pháp Phật, hủy bán nơi cùng ở với chúng sinh, hủy bán nơi khéo thực hành công đức hữu vi, đối với pháp vô vi bất động, chỉ tu học một ít phần, chẳng cầu thiền định, trả lại thế cõi dục và cõi dục sắc, ưa thích cõi trời dục sắc, cho tâm trì đồn nên mong được sống lâu, và sẽ lên cõi trời vô tưởng, hàng trăm ngàn đức Phật thành chánh giác. Người này do không được gặp chư Phật, không được nghe chánh pháp Phật, không được gặp chư Tăng, không thể thành tựu được chúng sinh, còn không thọ nhận được diệu pháp của Như Lai, không thích tập được hành trang của công đức, là không có trí tuệ, ngu si lười biếng ngã mạn, nếu tọa mạng nơi cõi trời vô tưởng hết rồi. Rồi sinh xuống nơi thiếu trí thấp kém, mà Thế Tôn, đó là chướng ngại thứ năm nơi thiền định bị ma dẫn dắt của Bồ Tát tu hành. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát tu hành trí tuệ rộng khắp, hiểu rõ về tập tánh, nhận biết nhân duyên sinh khởi, nên các pháp hiện có là không đi, không trụ, lại hủy bán công đức hữu vi, nên mất trí tuệ của phương tiện thiện xảo, hoặc không tu tập bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định, chỉ khen bát nhã ba la mật. Tự nói bát nhã là tối thắng đối với năm ba la mật kia,
Tâm sinh phân biệt, không nhiếp hóa chúng sinh bằng bốn nhiếp sự, tâm thường vô tướng vô vi cho lời tối tháng vi diệu. Người ấy trí chưa thành thục nên lại rơi xuống đường tà. Bạch Thế Tôn, đấy là chướng ngại thứ sáu nơi Bát Nhã Ba La Mật bị ma dẫn dắt của Bồ Tát tu hành. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát tu hành tu tập hành A La Nhã, ưa thích ở nơi tĩnh lặng, nơi rừng núi vắng vẻ, không hề đắm chấp, lại hoàn toàn không gồm chứa, không ở nơi đạo tục an nhiên, không dụng công, không động trí, cũng chẳng học tập về nghĩa sâu xa, cũng chẳng thành thục cho chúng sinh, cũng chẳng nghe pháp Phật, cũng chẳng lường xét gì con đường hướng đến. Nếu có nơi giảng giải nghĩa thâm diệu, cũng chẳng đi đến nghe, cũng chẳng hỏi han, cũng chẳng tìm kiếm các bậc thiện tri thức. Do thích ở chỗ A La Nhã nên tâm còn nhiều phiền não. Nếu không trừ bỏ các chủng tử phiền não để đạt đến tám con đường thánh đạo, thì Bồ Tát tu hành như vậy từ ở nơi vắng lặng, nhưng không tạo được lợi ích cho mình và người. Bồ Tát Tôn đó là chướng ngại thứ bảy nơi A La Nhã bị ma dẫn dắt của Bồ Tát tu hành. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, đến Bồ Tát tu hành giảng nói pháp thâm thúy, lời hay ý đẹp, oai đức gồm thâu tóm mọi chúng, hoặc có chúng sinh có thể thọ nhận giáo pháp lại không truyền trao, hoặc có những kẻ căn trí án độ ngu si không thể lãnh thọ giáo pháp thì lại đem pháp Phật hiển thị. Bạch Thế Tôn, đó là chướng ngại thứ tám thuộc về phần quy y hiển pháp bị ma dẫn dắt của Bồ Tát tu hành. Là nếu Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát tu hành tập hợp các thứ luận dài của ngoại đạo thế gian, sẽ bỏ những nghĩa lý thâm diệu nơi đại thừa, tẻ như các học thuyết của ngoại đạo, hoặc thấy có người sáng suốt an nhàn bàn luận về ngoại đạo thì thích nói ưa nghe cho là đức tốt, khi ở trong hội chúng chư thiên thích nghe pháp đại thừa nên đi đến đạo tràng, nhưng lại nghe giảng về giảng nêu về luận giải của ngoại đạo, tâm sinh áo não quay về bổn cung. Nói lời như vậy, thiện nam này đã chuyển dịch pháp thiện giáo của Như Lai. Bồ Tát tu hành đối với pháp trường cột như vậy, cớ sao là nêu dạy luận thuyết của ngoại đạo nơi thế gian, ưa thích hủy luận sẽ bỏ đại thừa. Vì sao? Vì pháp thâm diệu của chư Phật Như Lai thành bậc đại chánh giác, chẳng nhân nơi hủy luận của ngoại đạo tiếp tục mà thành tựu Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, nhưng Bồ Tát tu hành ấy học theo tất cả ngôn luận của ngoại đạo mà chỉ giáo pháp của Như Lai, người như vậy đối với sự giáo hóa của pháp Phật đã thành tựu đẳng chánh giác, chỉ chuyên mực chuyên thực hành việc hủy diệt. Bạch Thế Tôn, đây là chướng ngại thứ chín về sự ngăn che pháp thâm diệu của Phật, là tán dương các thứ hí luận của ngoại đạo bị mang dẫn dắt nơi Bồ Tát tu hành. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát tu hành chạy theo bạn ác cho là thiện tri thức cùng kết làm bạn bè, bạn ác kia chuyên khiến Bồ Tát sẽ bỏ chúng sinh, không khiến thành tựu đầy đủ, là chẳng khiến hộ trì pháp Phật, và ở nơi chốn vắng lặng thiếu công đức luôn đem pháp hạnh của hàng thanh văn để trao truyền. Nếu có ý nghĩa sâu xa tự ứng với đại thừa thì chẳng phải nêu giảng truyền bá. Hỏi Bồ Tát tu hành học tập đại thừa chỗ nơi vắng lặng nhằm tiến đến Bồ Đề, bạn ác muốn gây chướng ngại nên khiến Bồ Tát duyên dựa vào thế gian, nói rằng Bồ Tát tu hành hợp với pháp duyên dựa vào thế gian. Nếu dạy học theo pháp thế gian thì khiến trụ nơi vắng lặng được hiện bày để ngồi nhập vào quả vị của người khác, không nhằm hiển thị hạnh môn vô thượng quyết định của Bồ Tát. Bồ Tát Tôn, sao gọi là hạnh môn vô thượng quyết định của Bồ Tát? Hạnh môn đó có 10 loại, chẳng gì là 10. 1. Dựa vào tính căn nhận thị trí thức chỉ dạy. 2. Xuyên cầu diệu pháp như cứu lửa cháy đầu. 3. Đối với pháp thiện thì chỉ dạy thích trụ nơi chánh niệm, thường siêng năng tu học. 4. Chánh cần tinh tấn, đã được pháp đó rồi thì tâm không bỏ. 5. Không thích cái vui của riêng mình, chỉ ước muốn tạo mọi thành tựu đầy đủ cho chúng sinh. 4. Vì cầu giáo pháp nên không tiếc thân mạng. 7. Đối với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp làm thanh tịnh quả Phật, tu tập các thứ hành trang có đức, không nhàm chán. 8. Oai nghi tụng trì thành tựu viên mãn. 9. Nơi hết thảy địa vị của thế gian tâm không đắm nhiễm, nên tu tập hành Đại Bát Nhã Ba La Mật. 10. Vượt hơn tất cả trí tuệ nơi phương tiện thiện xảo của quả vị thanh văn và duyên giác.
Bà Thế Tôn, đây là 10 hạnh nghiệp vô thường quyết định của Bồ Tát. Người ta tu hành và đang tu tập, cái thứ bạn ác ấy không hiển thị việc thiện, trái lại gây tạo chướng ngại đạo, nói với Bồ Tát, nếu ông siêng năng tu tập khổ nhọc thì có thể thành Phật, tâm không nên biến trễ ngã mạn nên có thể thành tựu Phật đạo. Ông nếu trong 8 kiếp cho đến 10 kiếp chẳng thành tựu Bồ Đề, tất không thể cầu đạo quả vô thượng chánh giác. Bà Thế Tôn Bồ Tát tu hành khổ hành tinh tấn, bị người khác làm chướng ngại nơi đạo, khiến thoái chuyển vào quả vị thanh văn. Đây là chướng ngại thứ 10 nơi chẳng phải là thị tri thức, bị ma dẫn dắt của Bồ Tát tu hành. Lại nữa, bà Thế Tôn, nếu Bồ Tát tu hành tâm cao ngạo ngã mạn, vì cao ngạo nên không chịu khiêm tốn đối với các sư tăng, hòa thượng, yết ma oai nghi, môn đồ, đàn vị, cho đến cha mẹ tâm không điều phục. Nếu thấy Bồ Tát tu hành đã vượt qua hạnh môn của Bồ Tát, ngộ đạt hạnh thiện, đã được oai nghi, tổng trì viên mãn, thì không muốn gần gũi, cũng không cùng học tập thiện giáo, cũng không tìm cầu để thỉnh vấn. Nếu thấy người từng tu hành đại thừa đã bị ma dẫn dắt, tâm lại chấp trước theo ma, do ý nghĩa ấy nên người đó lại tu theo là tà hạnh, ưa thích bạn tà, chuyên hành đường tà, thoái mất bồ đề như con dê mẹ ngu si, không bước tới phía trước. Ví như vào lúc thời tiết khô hạn, có người nơi vùng đất cao khô đã trồng cây thiệm bồ, đã không tưới nước cho dù có dòng kênh mương, nhưng bị đập đất ngăn chặn lấp bích. Người ấy tuy trồng mà không tưới nên cây không mọc được. Bà Thế Tôn Bồ Tát tu hành cũng là như vậy, trước phát tâm bồ đề, sau sinh tâm cao ngạo ngã mạn nên thoái chuyển, quên mất lời dạy của bậc thiện tri thức, không nghe pháp Phật, hoặc đã nghe thọ nhận lại không tu tập. Ví như nước biển chỗ nam sóng dữ không động, thì địa thế nơi ấy trũng thấp, nước lại rất sâu, mọi sông ngòi suối nguồn đều đổ về đó. Bà Thế Tôn Bồ Tát tu hành cũng là như vậy, đối với sư tăng cha mẹ tâm nên khiêm cung, dùng một ít công sức mà đạt được pháp lớn sâu, từ chỗ ghi nhớ khiến pháp nhập vào, khiến pháp nhập vào tâm. Nếu cao ngạo ngã mạn không tôn kính sư tăng cha mẹ, nên biết người ấy đã bị ma lôi kéo, chấp trước vào ma. Bà Thế Tôn, đây là chướng ngại thứ 11 do cao ngạo kiêu mạn bị ma dẫn dắt. Lại nữa, bà Thế Tôn, nếu Bồ Tát tu hành tướng mạo đoan nghiêm, chúng đều kính ngưỡng, giàu sang danh giá, kẻ hồ người hạ, kho tàng cho báu vô lượng, Bồ Tát này chẳng cầu hành trang, tích tập trí tuệ, do sức mạnh nơi sự giàu sang tiếng tâm nên say đắm biến trễ kiêu mạn, chạy tới con đường chánh. Nếu thấy người xuất gia mới tu tập với Bồ Tát ra khỏi phiền não, siêng năng hành trì như bao sức trí tuệ là hành trang, giúp tâm vì pháp nhập định suốt ngày, máu thịt khô cạn, xương lộ rõ gầy yếu, sớm tối tu tập như cứu lửa cháy đầu. Như vậy Bồ Tát tu hành cao ngạo kiêu mạn kia, nếu thấy người hành trì như trên thì sinh tâm chê bai, khinh rẻ, không cùng làm bạn, không theo thọ giáo, tâm ngu muội, ám độn, vô trí. Bạch Thế Tôn, đây là chướng ngại thứ 12 vì tâm say đắm bị ma dẫn dắt của Bồ Tát tu hành. Khế Bồ Tát hải tuệ thưa, Bạch Thế Tôn, đây là 12 loại ma chướng ương cầu xa câu, khiến Bồ Tát tu hành bị chướng ngại nơi đạo. Để Bồ Tát tu hành không hiểu, không biết, không xa, không lìa bỏ, vô minh, như vậy hãy còn không thể có sức học tập theo đuổi hành nghiệp bước đầu của Bồ Tát, huống hồ là có thể thành tựu được đạo quả vô thượng cho đại chánh giác. Vì thế Bồ Tát mới tu hành phải nên tinh tấn, thâu dự tâm, tự giác vượt qua 12 thứ chướng ngại dẫn dắt của tà ma. 13. Rút ra từ kinh Hí Lạc Nghiêm nói rõ một hạnh, hiểu rõ về phương tiện thiện xảo, bố thí năm thứ dục lạc nên khuyến hóa tất cả chúng sinh, khiến phát bồ đề vô thượng. Bây giờ trưởng lão Tu Bồ Đề bảo phu nhân, này thiện nữ, chồng của phu nhân hiện nay ở nơi chốn nào? Phu nhân đáp, trưởng lão Tu Bồ Đề nên biết, con nay chẳng phải chỉ có một người chồng. Vì sao? Vì chúng sinh trong thế gian bị năm thứ dục trói buộc, chạy theo mọi vui chơi đều là chồng của con. Trưởng lão Tu Bồ Đề nói, sao gọi là phương tiện thiện xảo tùy ý vui chơi? Phu nhân đáp, trưởng lão Tu Bồ Đề nên biết, nếu có chúng sinh tham cầu năm dục, con sẽ dùng của cải để hỗ trợ giúp đỡ, nhưng lại khuyến hóa, khiến phát tâm bồ đề. Nếu có chúng sinh tâm dục hừng hãy, con sẽ trở lại bố thí tình ái vui chơi, nên đây gọi là phương tiện thiện xảo tùy ý vui chơi.
Đường lão Tu Bồ Đề nói: Đức Như Lai không cho chúng sinh đam mê nơi dục lạc. Phu nhân đáp: Con nghe trong kinh của Đức Như Lai đã nói, nó có tỳ kheo thọ trì ca sa tích trượng hòa cụ, nhiều loại thuốc để trị các bệnh và các thứ lạc vật không nên giữ nhiều. Lúc đó đồng tử kia cùng các đàn Việt đã đến xóm làng để cung cấp đầy đủ nên nhiều món thượng diệu cúng dường sư tăng hòa thượng chúng tăng cùng ở. Tùy theo đó mà vui nhận, nếu nhân nơi một vật này hành ác diệt trừ mà đạo được trường tồn, về ý nghĩa ấy nên Đức Như Lai chấp thuận cho tỳ kheo nhận giữ vật như vậy. Trường lão Tu Bồ Đề nói: Đúng như phu nhân đã nói là chân thật không dối. Phu nhân đáp: Hết thảy sự tham đắm vui chơi nơi năm dục, Đức Như Lai vì phương tiện ấy nếu có lợi thì cũng chấp thuận không ngăn chặn. Trưởng lão Tu Bồ Đề nói: Này thiện nữ, có bao nhiêu chúng sinh nhận nơi phương tiện tiền sau ấy thọ nhận sự vui chơi mà thành tựu đầy đủ đạo quả với Tu Bồ Đề. Phu nhân đáp: Nếu nơi hư không trong tam thiên đại thiên thế giới, số lượng tinh tú hiện có cho đến tận cùng biên vật, hãy còn nhận biết được số lượng ấy, còn như cùng với phương tiện thiện xảo của con thọ nhận sự vui chơi ở thế gian, tại đấy để điều phục khiến họ đều phát tâm cầu đạt đạo quả vô thượng bồ đề, thì số lượng của những chúng sinh đó nhiều hơn số tinh tú nơi hư không kia. Trường lão Tu Bồ Đề nói: Này thiện nữ, phu nhân làm sao có thể khiến các chúng sinh đạt được an lạc? Phu nhân đáp: Trường lão Tu Bồ Đề nên biết có các chúng sinh thích thờ phạm thiên, con dùng hỷ lạc nơi tứ thiền tùy theo ý họ mà bố thí, sau đó khuyên phát tâm bồ đề. Là có chúng sinh thích thờ đế thích, con sẽ dùng những diệu lạc của đế thích để bố thí, sau đó khuyên phát tâm bồ đề. Là có những chúng sinh ở nơi các hàng chư thiên long vương dạ xoa tu la kiền tác kim xí điểu cùng các loài rắn lớn để vui chơi, thì con sẽ tùy theo chỗ ưa thích của họ mà bố thí đầy đủ, sau đó khuyên phát tâm bồ đề. Là có chúng sinh vui thích với những hoang lạc của bậc chuyển lưu thánh vương cho đến hàng quan lớn, con của tộc họ nổi tiếng nơi xóm làng thành ấp, các hàng bà la môn của bà dân chúng, các chúng sinh như vậy con đều tùy theo ý thích của họ mà thí khắp chẳng khiến thiếu sót, sau đó khuyên phát tâm bồ đề. Là có chúng sinh vui thích đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, là có chúng sinh ý muốn tham đắm nơi các thứ tràng hoa chuỗi anh lạc, hương bột, hương thoa, y phục, tơ lụa dùng để trang sức, là có chúng sanh tham đắm nơi tiền của vàng bạc, châu ngọc, pha lê, mã não, trống nhạc, đàn ca. Như vậy chúng sanh nào ý đã vui thích nơi năm dục, con đều thí cho họ, sau đó khuyên phát tâm bồ đề. Trưởng lão Tu Bồ Đề nói: Thiện nữ nên biết những thứ năm dục lạc ấy làm chướng ngại tam thánh đạo và con đường hướng đến niết bàn, khéo đạt được vô sắc vô sở đắc. Những thứ năm dục ấy khi chánh thọ cũng có chúng sinh do nhân duyên này nên khéo điều phục, khuyên hộ nhập vào bồ đề. Nghĩa này theo thứ lớp là rất khó nghĩ. Này thiện nữ, vì việc tu tập của Đại Bồ Tát là rất khó, khiến Bồ Tát tu hành ấy thành tựu việc thiện nên biết cũng là rất khó. Vì sao? Vì những việc như vậy đều là một loại làm chướng ngại đạo đối với chúng sinh. Cũng có các loại chúng sinh trở lại nhân nơi ấy đấy mà điều phục, được nhập vào đường thiện. Bây giờ trong pháp hội nơi tinh xá có hai trưởng giả tử đã từng giao du với phu nhân, được phu nhân dùng phương tiện thiện xảo tùy chỗ thích ý thích vui thích ý thích vui chơi mà khuyên vào bồ đề vô thượng. Lúc đó hai trưởng giả tử này bạch trưởng lão Tu Bồ Đề: Thưa tôn giả Tu Bồ Đề, cho lấy trí của mình đem so với trí của người khác. Thưa trưởng lão Tu Bồ Đề, ý trưởng lão thế nào? Nếu trong đèn còn một ít dầu, tôn giả có thể dùng miệng thổi tay quạt để đèn tắt không? Trưởng lão Tu Bồ Đề nói: Có thể thổi tắt. Trưởng giả tử thưa: Nếu các thiện nam thiện nữ hành pháp thanh văn, dùng một ít trí tuệ sáng suốt thì dùng một ít trí tuệ là có thể diệt. Cũng là như vậy, trưởng lão Tu Bồ Đề nên biết, phải như khi kiếp mạt có bảy mặt trời hiện ra, do các mặt trời chiếu soi dữ dội, khi thế gian khởi lên lửa cháy lớn, lửa này có thể dùng nước sôi sông Hằng dập tắt được không? Trưởng lão Tu Bồ Đề nói: Trăm ngàn nước biển còn không thể dập tắt, huống nữa là nước nơi sông Hằng.
Trưởng giả tử thưa, trưởng lão Tu Bồ Đề nên biết, ánh sáng nơi trí tuệ vô lượng vô biên, ánh sáng nơi công đức vô lượng vô biên của Bồ Tát cũng vậy. Nếu Bồ Tát tu hành ở trong hàng hà sa số kiếp, đem năm thứ dục vui thích, thọ nhận khoan lạc nơi thế gian, thì Bồ Tát tu hành trí tuệ sáng suốt. Công đức sáng suốt này không thể gắn nhận nhưng có thể diệt được. Ví như có một người nghèo bệnh đi tìm thầy thuốc để chữa trị. Do người nghèo khổ mà thầy thuốc lại ở xa xôi. Lúc đó người nghèo bệnh kia muốn trừ khỏi bệnh thì phải có tiền mua thuốc uống mới hết bệnh. Vì sao? Vì người nghèo bệnh ấy chứ không còn sức lực tiền bạc. Hạ Thanh Văn cũng vậy, thâu giữ tâm tu 12 hạnh đầu đà, ở một mình, ở nơi an lăng nhã, thích mặc y xấu, sau đó giải thoát khỏi phiền não ở thế gian. Trưởng lão Tu Bồ Đề nên biết, giống như người nghèo khổ bị bệnh, thầy thuốc giỏi tùy theo bệnh mà chế ra thuốc để chữa trị. Thanh Văn cầu giải thoát cũng là như vậy. Lại nữa, ví như quốc vương dòng họ Sắc Lợi đã thọ pháp quán đảnh, nếu vua lâm bệnh, lương y vì vua hòa hợp thuốc quý như quan trạch, hương mỹ, thần cẩu, cam điền, tứ chi, an thái, đem cho vua uống. Vua uống thuốc rồi là phụng hiến âm nhạc, hương hoa vô thích, lấy đó làm hoan lạc. Nhờ phương tiện này mà quốc vương khỏi bệnh. Trưởng lão Tu Bồ Đề biết cũng giống như vậy, như có Bồ Tát tu hành dùng phương tiện thiện xảo, tùy ý vui thích thọ năm tứ dục lạc, do hoan lạc mà thành tựu đạo quả vô thượng cho đại chánh giác. Trưởng lão Tu Bồ Đề nên biết, như vua bệnh phải cho uống loại thuốc thượng diệu, Bồ Tát tu hành cũng là như vậy, nhờ diệu lực nơi trí tuệ theo phương tiện thiện xảo nên được giải thoát. 14. Rút ra từ kênh thiện xảo phương tiện, nói rõ một hạnh, nguyên nhân phạm trọng chướng của Bồ Tát tu hành theo học hành Thanh Văn. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát vô thượng tuệ: Này thiện nam, đã có tỳ kheo tu hành Bồ Tát mà phạm các trọng tội, rồi dùng phương tiện thiện xảo đã có thể diệt trừ. Về ý nghĩa đó, đây đây ta giảng nói về nhân duyên không phạm. Bồ Tát vô thượng tuệ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát tu hành vì sao bị phạm? Phật bảo: Này thiện nam, để Bồ Tát tu hành tu tập pháp hạnh của hàng tinh văn, giả sử trong 100.000 kiếp uống các loại cỏ thuốc hoa quả, có thể nhận chịu các lời nói thiện ác của chúng sinh, tu tập pháp định của hàng tinh văn duyên giác, đây là Bồ Tát tu hành phạm tội rất nặng. Này thì nên với như hạ thanh văn phạm bốn trọng tội rồi hiện rõ nơi thân năm ấm là có không có khả năng vào được niết bàn, thì nam cũng là như vậy, nếu Bồ Tát tu hành không lìa bỏ thanh văn, không sám hối tội kia, khế Bồ Tát tu hành là không thể thành tựu đạo quả đặng chánh giác, không thể nhập vào niết bàn vô dư nơi quả vị của Phật. 15. Rút ra từ kinh Thắng Tích nói rõ một hạnh, nếu Bồ Tát tu hành mà thoái chuyển vào trong hành thanh văn. Lại nữa, này thì nam, bây giờ có người bị đau mắt, trải qua một tháng dùng thuốc chữa trị, mắt dần dần lành, thấy được. Nhưng là có người mù, hằng dùng ngọn lá tất bát phẩy vào trong mắt, khiến người ấy mắt sáng bị mù tối như cũ. Nếu Bồ Tát tu hành, lúc tu đại thừa thoái chuyển vào hành thanh văn, căn ám độn ấy giống như người vô trí, dùng bột trắng chiên đàn hòa lẫn với bùn dơ thoa lên thân thể. Chiên đàn trắng kia hòa với ác khí nên mùi của nó trước kia không còn nghe nữa. Bồ Tát tu hành cũng là như vậy, do học tập hạnh của thanh văn nên hành trang của công đức bị cấu nhiễm ô, khó gặp hạnh Phật, là không thể tu hội với các Bồ Tát đạt quả vị thanh tịnh trong chúng hội. 16. Rút ra từ kinh Như Lai Tạng nói rõ một hạnh, quán niệm về nhân quả nhẫn nhục của Như Lai. Bây giờ Đức Phật bảo Tôn giả Ma Ca Diếp: Vì giờ có người ngã xuống đất rồi trở lại dùng đất chống đất mà đứng dậy. Ca Diếp nên biết cũng là như vậy, nếu ở trong giáo pháp của Phật mà điên đảo thì bị đọa vào địa ngục vô gián. Nếu thọ trì thánh đức của Như Lai thì từ trong địa ngục lại được thoát ra khỏi. Sao gọi là nương tựa nơi Đức Như Lai? Là có thể nhất tâm nhớ nghĩ về thánh đức của Phật, y theo lời dạy để tu hành. Tôn giả Ma Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, giả sử dùng tâm không thanh tịnh để quán sát Đức Như Lai, hãy còn tự đạt được đại lợi ích, huống nữa là dùng tâm thanh tịnh quán sát Như Lai, thì phước đó là vô lượng. Phật bảo: Đúng như lời ông đã nói, chỉ có dùng vô số các thứ ý hành quán sát Như Lai, đều sẽ vì đây mà giả nói về con đường hướng đến Niết Bàn.
Tôn giả Ma Ca Diếp thưa, nếu con đã hiểu lời chỉ dạy của Như Lai, thờ ở trong giáo pháp của Phật mà phạm tội, còn hơn là thờ ngoại đạo và học các hành ác. Vì lý do đó, nếu ở trong giáo pháp của Như Lai hành tội phi pháp đã khởi lên hành ác, thì nhân của Niết Bàn có thể bị diệt. Nếu thờ ngoại đạo khởi lên hành ác thì đều đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, chịu các báo ác. Phật nói đúng như lời ông đã nói. Ca Diếp Tinh biết, ví như có người chơi ba cây tử đàn hương, vứt bỏ ném xuống đất, hủy bán cho là không thể thọ dụng. Này Ca Diếp, ý ông thế nào? Tử đàn hương kia là có thể tỏa mùi thơm tới người chơi ba kia chăng? Tôn giả Ca Diếp thưa, bà Thế Tôn, mùi thơm của tử đàn hương đó bay tới người chơi ba kia giống như trước không khác. Phật nói Ca Diếp Tinh biết, nó có chúng sinh chuyên nhớ nghĩ về Như Lai hoặc Thế Như Lai hoặc nghe danh hiệu của Như Lai, thì những chúng sinh ấy đều được huân tập pháp môn giải thoát, cũng là như vậy. 17. Rút ra từ kinh Kim Quang Thượng Thắng Tỳ Ni nói rõ một hạnh. Đồng nữ Kim Quang Thắng với nhân duyên của 10 thứ hạnh nguyện sinh xuất gia. Bây giờ đồng tử Văn Thù Sư Lợi nói với đồng nữ Kim Quang Thắng, ngươi vì sao nên nghe Phật Pháp? Đồng nữ đáp, do thích nghe Pháp nên nghe Pháp của Đức Như Lai đại giảng nói để tu hành. Khi ấy đồng nữ đưa vào oai thần của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, dùng diệu lực nơi công đức trí tuệ của thiện căn mình, ở trong pháp hội kia thuyết pháp liên tục. Nhờ đó 12.000 chúng sinh phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, là có 500.000 trời người ở trước ở trong tạng Bồ Tát tu tập căn lành. Lúc đó là những Bồ Tát giác ngộ về pháp môn vô sinh, là có 32.000 chúng 2.000 hàng trời người xa lìa phiền não, dứt hết trần khẩu để được pháp nhãn thanh tịnh. Lúc này đồng nữ thuyết pháp làm cho tâm họ đều vui mừng, để nhập vào pháp môn giải thoát, tùy thuận tỏa ngộ sâu xa, đã hiểu pháp rồi trở lại đối giới đối trước Bồ Tát Gia Tu Sư Lợi đảnh lễ, năm vóc sát đất xin xuất gia. Cố xin Bồ Tát Gia Tu Sư Lợi đem tâm đại từ bi thuận nghe về pháp ấy, có nguyện đời này được dự vào hàng xuất gia. Bồ Tát Gia Tu Sư Lợi nói, đồng nữ nên biết, nếu Bồ Tát tu hành tự mình vui thích xuất gia, cạo bỏ râu tóc, thì không nên xuất gia như vậy. Vì sao? Trước hết là vì tất cả chúng sinh cái đất mọi phiền não khiến càng tinh tấn, đó là gọi là Bồ Tát xuất gia. Nếu Bồ Tát tu hành tự mình thích xuất gia, dùng nước sạch nhuộm màu sắc tạo ra y phục ca sa ngoại cụ, thì không nên xuất gia như vậy. Vì sao? Vì trước hết là dứt trừ màu sắc tham sân si của thảy chúng sinh khiến càng tinh tấn, đó gọi là Bồ Tát xuất gia. Nếu Bồ Tát tu hành tự mình thích xuất gia, thọ cụ túc giới thì không nên xuất gia như vậy. Vì sao? Vì nếu thấy chúng sinh phạm giới thì khiến họ thôi giữa các hạnh, dứt điều ác, tu tập điều lành, đó gọi là Bồ Tát xuất gia. Nếu Bồ Tát tu hành tự mình thích xuất gia, một mình ở nơi tịch tỉnh thì không nên xuất gia như vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát trước hết trừ diệt mọi ngu si của chúng sinh nơi năm đường, khiến họ trụ vào trí tuệ, đó gọi là Bồ Tát xuất gia. Nếu Bồ Tát xuất gia, nếu Bồ Tát tu hành tự mình thích xuất gia, rồi vào hình tướng oai nghi, thì không nên xuất gia như vậy. Vì sao? Do trước hết là vì chúng sinh phát tâm đại từ bi hỷ xả, đó gọi là Bồ Tát xuất gia. Nếu Bồ Tát tu hành tự mình thích xuất gia, tu tập tinh tấn tạo công đức thiện căn, thì không nên xuất gia như vậy. Vì sao? Vì phải khuyến hóa chúng sinh phát khởi căn lành, tu tập công đức, đó gọi là Bồ Tát xuất gia. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu Bồ Tát tu hành tự mình thích xuất gia, tu tập tinh tấn tại công đức thiện căn thì không nên xuất gia như vậy. Vì sao? Vì phải khuyến hóa chúng sinh phát khởi căn lành, tu tập công đức, đó gọi là Bồ Tát xuất gia. Nếu Bồ Tát tu hành tự mình thích xuất gia, ý cầu niết bàn thì không nên xuất gia như vậy. Vì sao? Trước hết là vì hết thảy chúng sinh
kiên tâm dốc cầu con đường hướng đến Niết Bàn, đó gọi là Bồ Tát xuất gia. Nếu Bồ Tát tu hành tự mình thích xuất gia, diệt trừ phiền não nơi tự thân thì không nên xuất gia như vậy. Vì sao? Vì trước hết nên vì tất cả chúng sinh xin ăn cầu tinh tấn để dứt trừ phiền não cho họ, đó gọi là Bồ Tát xuất gia. Nếu Bồ Tát tu hành tự mình thích xuất gia, nguyện tỏa ngộ nơi thân tâm thì không nên xuất gia như vậy. Vì sao? Vì trước hết vì tạo mọi thành tựu đầy đủ cho chúng sinh nên khiến họ khiến tỏa ngộ về thân tâm, đó gọi là Bồ Tát xuất gia. Nếu Bồ Tát tu hành tự mình thích xuất gia để giải thoát ách nạn cho mình thì không nên xuất gia như vậy. Vì sao? Trước hết là nhằm cứu ách nạn của chúng sinh, khiến họ được giải thoát, đó gọi là Bồ Tát xuất gia. Nếu Bồ Tát tu hành hạnh tự mình tới xuất gia, chán liền phiền não thì không nên xuất gia như vậy. Vì sao? Trước hết là vì tạo thành tựu trọn vẹn cho tất cả chúng sinh tích trụ ở thế gian, đó gọi là Bồ Tát xuất gia. Nếu Bồ Tát tu hành tự mình tích xuất gia, nguyện vào Niết Bàn thì không nên xuất gia như vậy. Vì sao? Trước hết là làm viên mãn hết thảy công đức thiện căn của Như Lai, đó gọi là Bồ Tát xuất gia. Là nguyện cho tất cả chúng sinh mau được xuất gia, đó là xuất gia. Lại có thể không còn thay đổi lòng của chúng sinh, đó là xuất gia. Lại xả bỏ tất cả mọi trở ngại, trừ diệt tội lỗi, đó là xuất gia. Phàm là xuất gia, buộc tâm lệ thuộc nơi người khác. Nếu Bồ Tát tu hành thì chẳng phải bị lệ thuộc. Đồng nữ thưa, vì sao xuất gia gọi là lệ thuộc nơi người khác? Vâng, Bồ Tát Văn Thù xin lời nói, phàm người xuất gia phải lệ thuộc nơi giới cấm và gìn giữ không phạm, đó là lệ thuộc nơi người khác. Phàm người xuất gia lệ thuộc nơi thiền định, không nên tán loạn, đó là lệ thuộc nơi người khác. Phàm người xuất gia lệ thuộc nơi trí tuệ, không nên ngu si, đó là lệ thuộc nơi người khác. Lại lệ thuộc nơi giải thoát, đó là lệ thuộc nơi người khác. Không nên bị trói buộc, đó là lệ thuộc nơi người khác. Đồng nữ thưa, thưa Bồ Tát Giác Thù xin lỗi, nếu như thế nào là Bồ Tát tu hành chẳng bị lệ thuộc người khác? Bồ Tát Văn Thù xin lỗi nói, để Bồ Tát tu hành không phải nhận hành người khác thì chẳng phải lệ thuộc người khác, cũng chẳng chạy theo sắc của người khác, cũng chẳng phải trí của người khác hay lời nói của người khác. Bồ Tát tự có trí nhất thiết trí, vì thế không nên lệ thuộc người khác. Khi Bồ Tát Giác Thù xin lỗi giảng nói pháp xuất gia này, có 500 Bồ Tát đều tự cởi ca sa thượng diệu trên thân, đem dâng cúng cho Bồ Tát Giác Thù xin lỗi khoác trên thân Bồ Tát. Nói như vậy, Bồ Tát Văn Thù xin lỗi đại giảng nói về nhân duyên xuất gia hoàn toàn chân thật không hư dối. Chúng ta từ nay phải nên tu học. Bây giờ đồng nữ Kim Quang Thắng đắc pháp về bản nguyện hóa độ, đạt đến bờ giác, được ánh sáng trí tuệ, diệt trừ tối tâm, thấy rõ tội lỗi nơi sinh tử, duyên khởi của phiền não, liền đảnh lễ đồng tử Văn Thù xin lỗi, nhờ quanh bên phải ba vòng, rồi lên xe quay về bản cung. 18 rút ra từ kinh Hàng Phục Ma, nói rõ một hạnh ma. Vì Bồ Tát tu hành nói 20 loại ma chướng, Bồ Tát nên nhận biết không chấp giữ. Bây giờ, thiên tử Thiện Kiên ở trong chúng hội thấy ma ba tuần hóa hiện hình Phật ngồi nơi đạo tràng. Thiên tử hỏi ba tuần. Vừa rồi, Bồ Tát Văn Thù xin lỗi đã nói về ma ba tuần hay tạo chướng ngại nơi hành nghiệp của Bồ Tát tu hành. Xin Ma Vương nói cho, sao gọi là Bồ Tát tu hành bị ma chướng? Khi nói lời này rồi, thì ma ba tuần như chợt tỉnh lại hóa ra hình cũ. Thưa với thiên tử, Bồ Tát tu hành gồm có 20 loại ma chướng. Một, cầu giải thoát, sợ hãi thế gian, cúng dường và tu học các luận của Du Già, nên biết đó là ma chướng. 2. Tìm cầu tướng không, xa lìa không sinh, nên biết đó là ma chướng. 3. Tu pháp vô vi, không thích thiện căn công đức của pháp hữu vi, nên biết đó là ma chướng. 4. Chỗ tu tập thiền định, không thích môn định của thế gian, nên biết đó là ma chướng. 5. Chỗ hiển bày giáo pháp, không khiến phát tâm đại từ, nên biết đó là ma chướng. 6. Tìm cầu con đường tinh tấn có đức đối với người phá giới lại sinh dọn dẹp che bai, nên biết đó là ma chướng. 7. Tán dương đạo hạnh của thanh dân, ngang che đại thừa, nên biết đó là ma chướng. 8. Tán dương thế đế đại giảng nói,
Nếu nghe về nghĩa không, không chấp trước, do tướng của Đại Thừa thì có thể che lấp nên biết đó là ma chướng. Chính điều đó con đường hướng đến đạo Bồ Tát lại không cầu sáu ba la mật nên biết đó là ma chướng. Mười tự khen ngợi và tinh tấn, không khuyên chúng sinh từ bỏ biến trễ ngã mạn nên biết đó là ma chướng. 11. Tu tập công đức, không nhớ nghĩ về Bồ Đề Vô Thượng nên biết đó là ma chướng. 12. Tu tập thiền định, chánh kiến, không thấy rõ về chánh kiến của chúng sinh nên biết đó là ma chướng. 13. Chỉ cầu dứt trừ phiền não, chẳng nguyện ở trong ba cõi nên biết đó là ma chướng. 14. Tuy dùng trí tuệ quan sát từ bi mà không thực hành nên biết đó là ma chướng. 15. Chỗ tu tập hành thiền đó chẳng phải là theo phương tiện thiện xảo nên biết đó là ma chướng. 16. Không tu học kinh điển nơi Bồ Tát Tạng của Đại Thừa mà lại học tập các luận của thế gian ngoại đạo nên biết đó là ma chướng. 17. Thông đạt tuệ học nhưng tiết giữ kinh pháp, sợ người khác học tập và hiểu biết nên biết đó là ma chướng. 18. Tận tâm đối với các việc thế gian, vốn không có ý học hỏi pháp vi diệu nên biết đó là ma chướng. 19. Nếu Bồ Tát tu hành thế gian nói giờ Đại Thừa lại không cung kính học tập, cũng không cúng dường. Nếu thấy người hành tu tinh văn duyên giác thì theo họ học tập tự ơn hòa hợp nên biết đó là ma chướng. 20. Nếu Bồ Tát tu hành đạt được danh tiếng vang khắp, không chỗ thiếu sót, hoặc chính mình gặp các vật thích phạm tứ vương, đế chúa, đại thần, trưởng giả đều không hiện bày vô lượng thánh đức của Như Lai, cũng không cúng dường, cũng không kính thuận nên biết đó là ma chướng. Thiền tử nên rõ Bồ Tát tu hành có 20 loại ma chướng rất lớn như vậy, phải nên thâu giữ tâm giác ngộ như giáo pháp đã dạy. Bồ Tát tu hành nhập vào thứ vị của Đại Thừa rồi, phát tâm Bồ Đề, tu thiền định ba la mật hoặc đang ngủ nghỉ, hãy còn không muốn nhập vào quả vị của hàng thanh văn. Mà chính rút ra từ kinh Phú Lâu Na Sa Vấn nói rõ một hạnh: Bồ Tát tu hành bị tri thức ác nên có 4 loại nhân duyên thoái bỏ Bồ Đề, nhập vào nơi giải thoát của hàng thanh văn. Bây giờ Đức Phật bảo thánh giả Phú Lâu Na: Phú Lâu Na nên biết Bồ Tát tu hành có 4 tứ pháp tương ưng khiến thoái bỏ Bồ Đề, trở lại nhập vào quả vị thanh văn. Những gì là 4? 1. Nếu Bồ Tát tu hành bị bạn tri thức ác cùng bạn học ác, những bạn ác này khiến Bồ Tát xa lìa hạnh Phật, xa bỏ chúng sinh, nói với Bồ Tát ông có thể chán đủ về hành nghiệp như vậy. 3. Cõi xa vời của não vô cùng, thế gian thọ sinh phiền não kết chứa không chút dừng nghỉ, thành Phật rất khó, tại gia từ bỏ thế tục lại càng rất khó, chỉ khiến tâm mệt nhọc quá lâu xa nên chớ tu tập, ông cũng chưa được toàn cái thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông nay sức lực yếu đuối không thể vượt qua con đường của năm cõi, giữa đường không thể đoạn tuyệt. Bồ Tát tu hành nghe lời này rồi tâm sinh thoái lui, mang nỗi sầu lo, tức ở trong Bồ Tát hạnh tâm không vui thích. Phú Lâu Na nên biết đó là pháp thứ nhất, Bồ Tát tu hành thoái bỏ Bồ Đề, nhập vào nẻo giải thoát của hàng thanh văn. 2. Nếu Bồ Tát tu hành không nghe đạo hạnh của Bồ Tát, chẳng nghe kinh điển nơi Bồ Tát Tạng, công đức tích tập của Bồ Tát, chỗ nêu bày về giới cấm của Bồ Tát, hoặc đến con đường sáu ba la mật tự ơn giới pháp chứng đắc đều chẳng từng nghe, đã chẳng từng nghe nên không thể như pháp tu tập, không biết dùng hạnh môn gì để tu hành, hạnh môn gì để xa lìa, nên theo pháp thứ lớp nào để tạo tác, pháp như thế nào không nên học tập, sao gọi là pháp hành của thanh văn, sao gọi là pháp môn của Bồ Tát. Đã chưa rõ ràng, chẳng biết pháp nào để tu, nên tu thì không tu, không nên tu lại tu. Bồ Tát tu hành như thế thì Bồ Đề dần dần tổn giảm, đạo tâm dần dần phóng túng, trong lòng khiếp sợ sẽ mất hạnh nguyện xưa, tai mất Bồ Đề. Phú Lâu Na nên biết Bồ Tát tu hành thoái mất Bồ Đề như vậy mà nhập vào nẻo giải thoát của hàng thanh văn. 3. Nếu Bồ Tát tu hành khởi lên dị kiến, nhằm chán thân mình, chấp hai bên tà và chánh, không lìa hạnh này, đã nghe pháp yếu vô thượng tầm tâm để được khai ngộ, trái lại sinh phỉ bán chê, khinh chê, bất tín, do hủy bán pháp nên chết bị đọa vào địa ngục vô gián, lại không thấy nghe được Phật pháp, lại không tu Đại Thừa, có gặp thiện tri thức, vì không gặp thiện tri thức cho nên hành thiện bị lôi sụp, nhập vào hành ác, cách xa bạn lành, hợp với người ác, quên mất bản niệm, bỏ quả vị Bồ Tát Thừa,
không cứu độ chúng sinh trong ba cõi, không theo hành nghiệp của đại thừa. Phổ Lâu Na nên biết đó là pháp thứ ba, tự ưng nên thoái mất bồ đề, nhập vào nơi giải thoát của hàng thanh dân. 4. Nếu Bồ Tát tu hành nghe pháp yếu thâm diệu, không giảng nói cho chúng sinh biến trạng ngã mạn, dấu kính lục sụt lùi, tâm không muốn nêu giảng, chỉ dùng một ít công đức công sức để tu học, keo kiệt pháp của Phật, không thâu giữ chúng sinh do tội này, nên chỗ suy niệm dần dần tiêu diệt, niệm hành diệt rồi, nó không thể lường xét về pháp nghĩa, cũng không gắn nhận một phần giáo pháp. Khi bỏ thân này, thoái mất bồ đề. Phú Lâu Na nên biết đây là pháp thứ tư, tự ưng khiến thoái mất bồ đề, nhập vào giải thoát của thanh dân. 20. Rút ra từ kênh Bảo Đồng Phu Nhân Sở Vấn, nói rõ một hạnh. Bồ Tát tu hành bốn loại thuật ngữ không hư dối, vượt qua các hành của hệ thanh dân, không nhàm chán. Bây giờ Đức Phật bảo Phu Nhân Bảo Đồng, Bồ Tát tu hành có ba loại thuật ngữ không hư dối, những gì là ba? 1. Không lừa dối chư Phật Như Lai. 2. Không lừa dối tất cả chúng sinh. 3. Không lừa dối chính mình. Phụ gia nên biết như thế nào là Bồ Tát tu hành không lừa dối Như Lai, không lừa dối tất cả chúng sinh và không lừa dối chính mình. Nếu Bồ Tát tu hành phát tâm Bồ Tát rồi, sau đó phát nguyện bố chứng của A Thanh Văn, A La Hán, Phụ gia nên biết Bồ Tát này là lừa dối Như Lai, lừa dối chúng sinh và lừa dối chính mình. Sao gọi là không lừa dối? Nếu Bồ Tát tu hành phát tâm Bồ Đề rồi, dù gặp các khổ não bức bách, cho đến bị tà ma ngoại đạo đi kiện đùa cợt, mắng chửi, vỉ nhục, dùng lời nói hình dung ra như dao kiếm thương giáo đâm vào làm tâm tổn thương, nhưng Bồ Tát tu hành không kinh, không sợ, không động, không loạn, không giấu giếm, không thiếu thốn, không sầu lo, không ăn năn, đều có thể nhẫn chịu, kiên cố, không bỏ tâm báu bồ đề, không dời đổi, không lay động, ở trong ba cõi cứu độ chúng sinh, quy y vô đẳng vô thượng bồ đề, cho đến trong từng sát na không nghĩ gì khác, thường nghĩ về chư Phật. Nguyện chuyển pháp luân, thâu nhận chúng sinh, sinh đại oai lực hiện rõ sức mạnh lớn, hành thiện bền chắc tu tập tinh tấn, chẳng chạy theo lời nói của người khác, không gì có thể hàng phục. Phụ nhân nên biết Bồ Tát tu hành như vậy là không lừa dối chúng sinh, không lừa dối chính mình. Nếu có Bồ Tát hành trì như vậy, đó là thật ngữ tối đại vô thượng. Là nếu có bốn loại nhân duyên khiến Bồ Tát tu hành không lừa dối Như Lai: 1. Tâm kiên cố. 2. Tâm oai lực. 3. Có sức mạnh không biến trễ. 4. Trì giới tinh tấn. Là có bốn loại nhân khiến không lừa dối tất cả chúng sinh: 1. Tu học kiên cố. 2. Tâm từ ban vui. 3. Tâm bi cứu khổ. 4. Thấu nhận giáo hóa chúng sinh. Là có bốn loại nhân khiến không lừa dối chính mình: 1. Tâm kiên cố. 2. Tâm kiên cố gấp bội. 3. Tâm không vui nịnh mê hoặc. 4. Tâm không dối trá. Phụ nhân nên biết Bồ Tát tu hành tức hội nhập vào quả vị thật ngữ bậc nhất, không được bỏ bồ đề, hoàn nguyện quá khứ cũng chẳng dời đổi, chẳng lay động. Khi ấy Phu Nhân Bảo Đồng thưa với Tôn giả Sa Lợi Phất: Tôn giả có thể dùng thân nữ để thuyết pháp cho chúng sinh không? Tôn giả Sa Lợi Phất nói: Nếu ta hãy còn chán thân nam tử, huống nữa là thọ thân người nữ. Phu Nhân thưa: Thưa Tôn giả Sa Lợi Phất, Tôn giả thật sự chán thân này chăng? Tôn giả Sa Lợi Phất nói: Thật sự là chán thân này. Phu Nhân nói: Vì ý nghĩa này nên Bồ Tát tu hành vượt hơn hẳn tất cả chúng sinh. Vì sao? Vì nếu hàng thanh văn chán, riêng Bồ Tát thì không có tâm chán. Nếu hàng thanh văn có chỗ nguy hiểm, Bồ Tát thì không thế. Thanh văn chán lìa năm ấm sáu nhập, Bồ Tát thì không chán lìa. Thanh văn chán việc thâu giữ thân phần, Bồ Tát thì không chán. Thanh văn nhàm chán sự giúp hóa ba cõi, Bồ Tát thì không chán. Thanh văn chán sinh tử ở thế gian, Bồ Tát thì không chán. Thanh văn chán lìa công đức hữu phi, Bồ Tát tiếp tập mọi hành trang của công đức không chán. Thanh văn chán tạo duyên với chúng sinh, Bồ Tát làm thành thục tâm chúng sinh nên kết duyên không chán. Thanh văn chán lìa sống làng, Bồ Tát không chán luôn hội nhập nơi các ấp quốc ấp xóm làng cung vua. Thanh văn tự chán như phiền não, Bồ Tát có thể thâu dự chúng sinh không chán phiền não. Tôn giả Sa Lợi Phất nên biết, thanh văn để nhàm chán xa lìa các hành, Bồ Tát đều có thể thâu nhận giáo hóa nên không chán. Sa Lợi Phất nói:
Bồ Tát tu hành như vậy, dùng oai lực gì, do khí thế gì mà tâm không nhàm chán? Phu nhân đáp, Bồ Tát tu hành tâm có 8 loại tương ưng, khiến không nhàm chán, những gì là 8. Một, đối với các chúng sinh, lưu hiện bởi oai lực tâm từ không não hại. Hai, uy lực nơi tâm bi thành tựu đầy đủ cho chúng sinh. Ba, khéo tu tập hành nguyện vô tác. Bốn, uy lực của trí tuệ nên trừ diệt phiền não. Năm, uy lực của phương tiện thiện xảo không có mệt mỏi. Sáu, uy lực nơi công đức nên không thoái chuyển. Bảy, uy lực của trí tuệ nên diệt trừ ngu si. Tám, uy lực của tinh tấn đầy đủ hội nhập không bỏ nguyện xưa. Tôn giả Sa Lợi Phất nên biết, Bồ Tát tu hành có 8 loại năng lực hạnh nguyện tương ứng, nên tâm không nhàm chán. 21. Rút ra từ kênh Bảo Tích, nói rõ một hạnh. Bồ Tát tu hành so với con đường của Thanh Văn. Bây giờ, Đức Phật bảo Tôn giả Ca Diếp, giống như mặt trăng cùng với ngôi sao không thể bỏ mặt trăng để trước hết nghĩ về các ngôi sao. Người trí cũng vậy, Bồ Tát tu hành cũng là như vậy. Vì tu tập nên chẳng phải sẽ bỏ niệm trước về thanh văn. Lại nữa, giống như chư thiên và người nơi thế gian còn đem sức mài giũa ngọc lưu ly làm cho trong sáng trong, nhưng không do đâu làm biến đổi ngọc báu pha lê, dù có lau chùi mài giũa rồi cũng trở lại như cũ. Ca Diếp nên biết, hạnh thanh văn cũng là như vậy. Giả sử trì giới thanh tịnh, hành 12 hạnh đầu đà, hết thảy thiền định tương ưng, nhưng không thể làm được việc an tọa nơi cội bồ đề thành tựu bậc đẳng chánh giác. Này Ca Diếp, phía dưới mài giũa ngọc báu pha lê trị giá vô lượng trăm ngàn, làm lợi ích cho vô số chúng sinh. Ca Diếp nên biết cũng là như vậy. Nếu Bồ Tát tu hành đạo hành thanh tịnh rồi, khi ấy khiến cho vô lượng trăm ngàn thanh văn chuyên giác nhập vào pháp môn giải thoát.